Vào khoảng 15 giờ 30 phút chiều ngày 6 tháng 1 năm 2016, tại thành phố Hồ Chí Minh, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra giữa 6 chiếc ô tô khiến quốc lộ 1 ùn ứ hàng tiếng đồng hồ. Theo thông tin ban đầu, khoảng thời gian trên, một chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 61C08231 chưa rõ danh tính tài xế điều khiển chạy trên quốc lộ 1 hướng từ ngã tư Phan Văn Hớn về cầu vượt Quang Trung. Khi chiếc xe băng lên dốc cầu vượt An Sương thuộc phường Tân Thế Nhất, quận 12 thì bất ngờ tài xế cho xe thắng gấp khiến chiếc ô tô mang biển kiểm soát 54Y3704 chạy phía sau không kịp xử lý tông thẳng vào đuôi ô tô tải. Chưa dừng lại ở đó, 4 chiếc ô tô phía sau liên tiếp tông vào hai chiếc xe đầu tiên tạo ra tai nạn liên hoàn. Cú va chạm khiến 6 chiếc xe bị hư hỏng nặng phần đầu và phần đuôi, kính chắn gió vỡ tung tóe, dầu nhớt chảy lênh láng trên mặt đường. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông quận 12 đã có mặt tại hiện trường xử lý vụ tai nạn cũng như điều tiết giao thông qua khu vực. Sau tai nạn, các tài xế tự thương lượng giải quyết hậu quả. Đến 17 giờ cùng ngày, các phương tiện được di chuyển khỏi hiện trường. Tuy nhiên, giao thông qua quốc lộ vẫn gặp rất nhiều khó khăn.